Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Johnny Thông, admin của Kèo Thơm ASIO.com đây. Quay trở lại ngày hôm nay, tôi chúc cho bạn một ngày tràn đầy năng lượng và tuyệt vời. Và tôi mang điều gì tuyệt vời đến với các bạn đây? Đầu tiên, anh chị nào chưa có vào group chat Kèo Thơm ICO này thì anh chị nên vào đây để chat trực tiếp với tôi hoặc cộng đồng 1.200 người nhà đầu tư trên này ha. Liên hệ với tôi qua Facebook ở đây. Và đây là website. Anh chị có thể vào đây để cập nhật thông tin mới nhất về ICO và landing, bất kỳ những kèo ICO mới nhất và thơm nhất ở trên này. Và nếu muốn là một phần không thể thiếu của Kèo Thơm ICO cũng như là Liên minh Tiên Phong Team thì hãy ủng hộ nhóm Liên minh Tiên Phong Team này nhé, bằng cách là hãy mua áo đồng phục 170k ở trên này. Nếu anh chị muốn có một cái áo đẹp dễ thương phong độ như vậy để làm trong cái lĩnh vực cryptocurrency. Ok, và điều gì mới mẻ trong ngày hôm nay nào? Đó là tôi dạo vòng quanh ở trên Bitcoin Talk thì tôi bắt đầu thấy có một cái dự án đến từ Nga mà được cộng đồng seeding rất là khủng khiếp. Đó là INS Ecosystem. Và nó có khi anh chị coi đây này này, ở Bitcoin Talk thì nó đến tận là gần 140 trang và nó thảo luận trên này. Nó cập nhật về INS Ecosystem này, kết nối những cái về người khách hàng cũng như là trong lĩnh vực bán lẻ các anh chị nha, về hàng FMCG, hàng tiêu dùng nhanh á. Và hiện nay thì nó báo ở trên này hết là cái hard cap của nó, tức là nó huy động 60.000 ETH và nhỏ nhất là 20.000. Và ở đây nó báo này, các anh chị có thể là bây giờ có thể nạp bằng Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dashcoin, rất là nhiều phương pháp. Ok, và lộ trình roadmap đầy đủ trên này. Khi tôi search cái ICO Bench là cái cân đánh giá về cái mức độ xếp hạng của INS này thì thấy nó đạt là 4,1 điểm, khá là cao. Nó cập nhật này đến từ Nga, nó công bố luôn các anh chị, đến từ Nga và mua minimum là 0,1 ha. Chúng ta thanh toán bằng nhiều đồng tiền khác nhau nhưng mà trên platform Ethereum. Chính xác là còn khoảng 10% nữa là nó bán hết. Và anh chị sau khi xem clip này là anh chị đăng ký ngay mua thì còn kịp, chứ còn không chắc là hết rồi. Đây là cái người mà hỗ trợ kỹ thuật của INS Ecosystem. Và khi tôi coi trên ICO Rating thì ICO Rating cũng đánh giá INS Ecosystem này rất là cao. Mọi thứ rất là cao và nó đánh giá ở trên này. Đánh giá ở trên này và ở đây nó nói này, trong cái ngành công nghiệp supply và logistics. Và từ mùng 4, bán từ mùng 4 cho đến 25 tháng 12 là kết thúc. Ok, Bitcoin Talk, đây là ICO Band, ICO Rating. Và khi mà tôi đọc cái thông tin về cái token sale này á, thì nó báo các anh chị á, INS là gì? Là cái ngành công nghiệp về trong lĩnh vực về ngành hàng tiêu dùng. Và nó kết nối những người khách hàng đến với cái công ty mà sản xuất hàng tiêu dùng thông qua cái mã token này. Hiện nay token sale e-life, tức là sao nó đang bán á. Và hiện nay nó bonus là 20%, nhưng mà còn 2-3 giờ nữa thôi là không còn bonus này. Tức là các anh chị phải tranh thủ chúng ta mua cái này ngay, nếu không là 20% sẽ hết. Và nó bán hiện nay còn có 11% thôi là đạt rồi. Nó đã huy động gần 60.000 ETH, nó bán 89% rồi nè. Và đây là một trong những đội rất là mạnh kết hợp với nhau. Nó đến từ Instamark này, Goldman Sachs, Harvard Business School, IBM. Đây là một cái team gồm những cái người nằm trong lĩnh vực này kết hợp với nhau làm. Partner của nó là Banco, rồi Wings, rồi Ambrosius. Đó. Và hiện nay có 7 trong 20 cái ngành hàng mà FMCG nó đã gia nhập rồi, đó là anh chị thấy như là Cargom này, Vanis này, Valio này. Và cái thị phần của cái ngành này là 300 tỷ đô la, rất là lớn các anh chị nha. 2020 dự tính của nó là 200 tỷ đô la. Và cái đánh giá rating của ICO Rating là rất cao. HIP score là HIP score là very high này, risk score là low này. Và cái khả năng á,
cái in deep rating là cái khả năng xảy ra, tức là ý nói là khả năng thực thi là positive, là thành công. Đó. Và đây, cái hệ sinh thái của nó tạo ra là bao gồm nhiều cái nhãn hàng FMCG kết hợp với nhau và chúng ta có thể mua, đặc biệt là những người sống tại Mỹ và châu Âu. Riêng tại Việt Nam thì tôi nghĩ rằng cái này có thể thành công qua nếu mà kết hợp được với Lazada. Lazada ok. Và cái đội ngũ mập mà advisor bò rất là ok, có tên tuổi, có thương hiệu và đặc biệt là public ở LinkedIn luôn, và đang làm ở đâu này, Banco này, ở Transform Group này, hay là ông này làm ở đây Watchman này, ông này làm ở Wing này, ông này làm ở Harvard này, ông này làm ở đâu ạ, Crypto, ông này IBM đó, ông này ở Civic, chị này ở Civic. Đây là cái đội team của họ và advisor rất là khủng. Tôi đánh giá là họ dám public thông tin ra vậy, tôi đánh giá rất cao. Đây là những cái partner của nó, khá là nổi tiếng và thành công. Và token sale là nó bán hồng 4.25 và chúng ta có thể thanh toán bằng nhiều cái đồng tiền này. Và nó huy động là 60.000 Ethereum ha. Và anh chị em thấy là khi đọc thông tin về thằng này tôi rất là sướng. Tôi sẽ nói cho các anh chị những cái vài cái điểm mà đây là giờ nó bán. Đây là cái roadmap. Trong quý 4 nó ICO và quý 1 nó sẽ phát triển cái platform của nó. Đây là những cái founder mà anh chị em thấy là trong cái ngành hàng. Đây là cái Instamart, là cái công ty chuyên giao hàng cho những cái người mà đi chợ, muốn không muốn đi chợ mà muốn mua hàng ở trên online á. Ở Việt Nam nó có đi siêu thị.vn, na ná cái mô hình của Instamart này. Đó, đây là cái thông tin nó public trên Bitcoin.com, ở Coin Telegraph, CryptoCoin News, hay là ở CoinStack, hay là OnCoin News. Ở rất nhiều cái báo thông tin đại chúng ở trên này và những cái event người ta tổ chức, nói chung là đánh giá là thằng này điểm cộng của nó là thông tin rất là đầy đủ, hệ thống public kết nối cũng khá là đầy đủ, từ Telegram, Twitter, Facebook, Reddit, Bitcoin Talk, YouTube, GitHub hay là email. Nói chung là tôi đánh giá điểm cộng của nó là thông tin hồ sơ rất là đầy đủ, đó là cái điều đầu tiên. Điều thứ hai điểm cộng của nó nữa là cái thời gian này nó là viên ngọc sáng ở trong cái làng ICO hiện nay, và dự án nó có tính khả thi nhất, đó là điểm sáng thứ hai. Và khi tôi coi cái white paper của nó, tôi coi cái giấy trắng của nó thì tôi bắt đầu thấy là nó public hết đội ngũ public này, đội ngũ thông tin này, từ team cho đến advisor, và nó bán là 500 triệu token. Và đợt này nó sẽ bán ra là số lượng là bao nhiêu, 16.000 ETH. Và anh chị chia sẻ ra anh chị được get được 5% promotion này. Đó là những cái thông tin. Và anh chị em thấy không, nó chia ra cái token sale này là những cái gì. Đây, đội ngũ phát triển 50% này, marketing sale 5 triệu này, 2 triệu 6, legal 500. Và đây, nó báo hết các anh chị. Hiện nay thì có cái chiến dịch campaign. Cái campaign này là cái gì ạ? Đây, cái referral 5%. 5%. Anh chị chia sẻ và đạt là 5%. Hiện nay thì đây, nó cho các anh chị là 5% và giảm cho khách hàng là trực tiếp là khoảng 20. Thì hiện nay nó đang giảm là anh chị mua bằng cái mã host remote, tức là cái code á, thì nó được giảm 8%. Cộng với anh chị được đăng ký cái link của tôi, anh chị được giảm 3% nữa là bây giờ 11%. Cộng với hiện nay anh chị đang mua trong cái ngày là được giảm thêm 15% nữa. Thì tôi xem nào. 11 cộng với 15 là khoảng 26% gì đó. Anh chị được 26%. Đợt này nó maximum nó cung cấp ra thị trường là 50 triệu. Nhưng mà tổng cái coin này là bao nhiêu ạ? Tổng cái coin này là nãy lúc nói là 500. Nó bán vào lúc 11 giờ AM. GMT đó, giờ GMT. Từ ngày 4 đến giờ. Ok, đó là cái thông tin của nó. Và có một cái điều là cái này á, nó có roadmap đầy đủ. Và cái chính á, điểm cộng của nó nữa, không phải là dân Việt Nam là đầu tư cái này nhiều, mà những cái người mà nhìn dài hạn, đầu tư dài hạn và thấy được tính khả thi của nó, đầu tư nhiều hơn, đặc biệt là những quốc gia như Mỹ và châu Âu. Còn Việt Nam thấy mấy dự án như thế này là le ra, bởi Việt Nam thích làm đa cấp và làm coin MLM, coin lending. Đó. Anh chị em thấy cái platform của nó, cái white paper của nó báo hết trên này, và tôi đánh giá nó rất là chi tiết, cụ thể.
Và cái hệ thống của nó là ra đời để kết hợp cái kết nối giữa sản phẩm đến cái người tiêu dùng trong ngành hàng FMCG. Đây là ý tưởng rất hay và làm cho giá thành của nó giảm đi, bởi vì qua rất nhiều khâu trung gian làm giá, người khách hàng là mua đắt hơn, thì thông qua cái việc mà token này nó làm cho cái giá nó giảm đi và sau này nó phát triển ở đa quốc gia. Tuy nhiên nó có một vài điểm trừ á, là khi nó bán xuyên địa toàn cầu thì cái việc mà giao hàng không phải là quá dễ dàng, đó là điểm trừ của nó. Cái hai, nếu mua hàng online á, mà mỗi một khách hàng mà mua lắc nhắc vài mặt hàng mà cái công ty mà giao hàng thì đó cũng là một thách thức rất lớn, đặc biệt là đối với thị trường châu Á. Ví dụ như thị trường Indonesia, thị trường mà có vài ngàn đảo lớn nhỏ, thì đây là một thách thức rất lớn đối với công ty INS Ecosystem này. Đó, thị phần của nó toàn cầu đó. Tuy nhiên là đó là cái khải tượng của nó, cái tầm nhìn của nó thôi. Và cái founder thì đầy kinh nghiệm. Tất nhiên là Instama là công ty đầy kinh nghiệm trong lĩnh vực về ship hàng, giao hàng ở Nga. Và cái dự án này được Telegraph, The Guardian hoặc là News phát triển và PR rất là mạnh. Tức là sao ạ? Họ nói về tính khả thi của dự án này. Đó là những cái thông tin, những cái thông tin về INS Ecosystem này. Đó là cái thông tin khá là đầy đủ. Và khi tôi search ở trên Google, tôi thấy có 6, để tôi coi, có 37 triệu kết quả về ecosystem này ở trên INS. Đây, cái dự án INS này. Đó. Và search thì đa số là bằng tiếng Anh thôi. Và khi tôi lên YouTube tôi search cái này xem. Đây. Ôi, đa số là người nước ngoài review thôi các anh chị ạ. Những leader lớn như Arion này này, như cái cô nàng Nhật Bản này này, cũng review rất nhiều về cái dự án này. À, khá là ok ha. Và để tôi kiểm tra traffic của nó nào. INS.world. Đây. Đó. INS.world của nó thì mỗi một ngày có, đây, trung bình là 15.000 người. Và hiện nay có nửa triệu người vào coi cái ICO này rồi. Và Việt Nam không phải là quốc gia xếp đầu tiên đâu các anh chị. Đầu tiên là Mỹ, Ý, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, Nhật, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Russia và Việt Nam. À, khi mà tôi thấy Việt Nam không phải là người thua đầu tiên, tôi thấy ok rồi đó. Đây là điểm cộng của cái INS Ecosystem này. Chỉ coi mà Việt Nam tôi đoán nó là coi landing hoặc là coi MOM rồi. Thì đó là những cái thông tin sơ bộ. Và tóm lại, nếu anh chị muốn tìm một dự án mà thời điểm này mà an toàn, đáng để đầu tư và dự án hệ sinh thái của nó tốt và bài bản, điểm cộng của nó, tôi đánh giá nó có 5 điểm cộng sau đây. Một là đội ngũ public CEO, đội advisor team của nó rất ok. Thứ hai là roadmap cũng như là hệ sinh thái của nó mang tính khả thi rất cao. Ba là nó có tính thực tế, tức là việc mà FMCG trong ngành hàng này tính thực tế cao. Cái thứ tư đó là được cộng đồng thế giới hàng trăm quốc gia quan tâm và lượng truy cập một ngày rất là lớn. Và điểm cộng thứ năm của nó là đó là dự án này đi lâu dài và được cộng đồng quan tâm thế giới quan tâm trên Bitcoin Talk, mà không phải là Việt Nam quan tâm đầu tiên, không phải là Việt Nam đứng đầu. Cho nên tôi rất là tự tin để BIA cái này. Anh chị có thể nhân tài khoản, anh chị đã từng nhớ trước đây như là Electronium thì nó cũng nhân được 12 lần tài khoản rồi. À, tôi đầu tư Comsa thì bây giờ cũng nhân được 4 lần. Tôi đầu tư Silvermine thì đến con này tôi hy vọng rằng nó sẽ lên. Và cái chính là sau khi nó bán hết xong thì nó lên sàn sau đó khoảng 10 ngày đến 2 tuần. Đó là điểm cộng của nó. Tiếp theo là lộ trình roadmap rất là chắc và nó lên rất nhanh. Đó là cơ hội để tôi có thể là mua thêm hoặc chốt lời tùy các anh chị mục tiêu đầu tư của mình. Thì nếu đánh giá con này trong thang điểm 10 thì đánh giá con này khoảng 8,5 điểm. Bởi vì tôi thấy cái tính khả thi và tính thực tế của nó cộng đồng rất là quan tâm, đặc biệt không phải là Việt Nam là số 1. À, tôi thích điều đó.
Và bây giờ làm sao để có một cái tài khoản như thế này để anh chị có thể là đăng ký và mua ngay, bởi vì nó còn khoảng 11% và nó bán hết 60.000 ETH thì nó lên trên sàn luôn và hết cơ hội được giảm đến 20% rồi. Thế thì ngày hôm nay tôi hướng dẫn các anh chị làm cách nào để có thể kiếm được cái bonus lên tới là 26%. Bonus đây, bonus bằng coin nha. Thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị đăng ký. Vậy thì nhưng mà tôi có một vài nói nó có 5 điểm cộng thì tôi cũng nói nó có vài điểm trừ. Điểm trừ đầu tiên đó là việc mà giao hàng quốc tế về ngân hàng F-Series đó là cực hình. Và chúng ta thấy như là Unilever, P&G nó làm điều này rất là khủng khiếp, hệ thống logistics của nó rất là khổng lồ. Thứ hai là dự án này đến từ Nga, thành công với Intermark nhưng mà chưa chắc, không biết là có thành công với dự án này INS System hay không, bởi dự án này mang tính là token trong lĩnh vực cryptocurrency và mặt hàng về e-commerce, chưa chắc là thành công với Instamark là thành công ở lĩnh vực này. Cái điểm trừ thứ ba là tôi thấy có một vài tôi thấy thế này, điểm trừ của nó nữa là cái việc mà nó hướng dẫn cách mua của nó, mọi thứ đăng ký nó hơi phức tạp chút. Đăng ký xong rồi vô rồi verify, sau đó điền ví ETH wallet vô rồi kích 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 cái gì ạ, KYC rồi, nói chung là tôi thấy là nó hơi hơi rối với một số anh chị mà chưa quen mà mua lần đầu. Thì nói chung là nó điểm trừ của nó là hệ thống back office thiết kế nói chung là đầy đủ nhưng mà nó không có cảm giác thân thiện, tôi thấy nó hơi rối được không nào. Ok, tôi thấy nó hơi rối các anh chị nha. Đó, thế thì làm thế nào đầu tiên, và cái này nhớ anh chị, nó đang quy đổi ở dạng là đúng 22 giờ nữa là cái vòng ICO ngày nó sẽ hết và nó không còn tặng các anh chị ở cái giai đoạn này nữa, và anh chị sẽ phải mua cái giá là sẽ được coi tặng ít hơn, được không nào. Ok, hãy đăng. Vậy thì nếu anh chị thực sự muốn tìm một dự án dài hơi chút 3, 6 tháng, năm để đầu tư mà dự án mang tính khả thi, mà đầu tư vô đó khoảng 1 ETH hoặc là chục ETH thì anh chị có cơ hội nhân 10, 15 trong khoảng một vài tháng là bình thường, và dự án này rất khả thi và nó an toàn hơn dự án lending và coin MLM hiện nay. Thì một lần nữa tôi cũng đầu tư vào coin IIS này bởi tôi thích những dự án về công nghệ thế này. Bởi vì sao? Tôi đã đầu tư CBT, ETN tức là Electronium hay là Comsa hay UQuit thì hay là Silvermine, thì INS là dự án còn cái mang tính khả thi cao hơn như dự án vừa rồi tôi nói nữa. Và hãy nhớ còn 11% nữa là nó dừng bán ở cái vòng này và anh chị cơ để lấy 26% rất là thấp. Nếu anh chị ngay bây giờ muốn thực sự muốn ngay lập tức có một tài khoản để mua ngay thì hãy click vào cái đường link đăng ký dự án bên dưới cái video này nhé. Và sau khi đăng ký như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị để các anh chị có thể gì đăng ký một cái đường link để đăng ký cái dự án ICO này. Ok. Đây. Đây là cái đường link mà tôi để dưới video. Sau khi anh chị click vào đường link xong thì nó báo là còn 22 giờ nữa, báo là cái vòng này, chính là cái vòng này các anh chị được giảm 15 đến 20% bonus. Nếu các anh chị mà mua dưới 10 ETH là 15, còn mà mua trên 100 là 20%. Ok. Rồi, các anh chị tôi hướng dẫn các anh chị sign up nha. Các anh chị điền email vào. Điền email của anh chị vào. Hãy điền bắt buộc, sau đó confirm bắt buộc và sau đó bấm là I agree with terms of service, tức là điều khoản của nó, anh chị bấm continue. Thế thì nó sẽ vào luôn cái email. Nó sẽ vào cái hệ thống này. Nó sẽ trực tiếp vào cái hệ thống các anh chị nha. Và cái điểm trừ của cái thằng INS này á, tôi thấy có một cái điểm trừ đó là nó không bắt confirm qua email. Điều đó làm cho cái việc mà xác nhận email tài khoản cũng như bảo mật nó hơi kém. Tôi đánh giá nó không có cao cho cái việc đó các anh chị nha. Cho nên là bây giờ các anh chị phải chúng ta vào bên trong back office chúng ta coi nào.
Tôi review á thì điểm nào tốt tôi nói, điểm nào xấu, điểm nào tệ, điểm nào chưa hài lòng tôi cũng nói luôn. Tuy nhiên thì cái gì mà tốt nhiều hơn chúng ta sẽ tranh thủ và chúng ta đầu tư. Còn cái dự án nào thì cũng có điểm sạn thôi các anh chị ơi. Thì bây giờ nè, đây, nó báo các anh chị là anh chị mua dưới 10 ETH là bonus 15% ha. Và rồi bây giờ đây là cái dashboard, đây là đường link để các anh chị chia sẻ giới thiệu kiếm được 5%. Và 25 là nó kết thúc rồi. Đó, và hôm nay nó có được giảm 15% đến 20%. Đó, ok. Rồi, chúng ta đây là chỗ make deposit, tức là chúng ta đi deposit Bitcoin này, deposit Litecoin này, deposit Dogecoin, Ether hoặc là gì? Hoặc là USD. Đó. Đây là chúng ta mua bao nhiêu INS. Rồi ngày tôi sẽ chỉ các anh chị ngày hôm nay cái cách mua. Nhớ là sau khi các anh chị nạp Bitcoin hoặc Ethereum vào, nên nạp Ethereum hoặc là Bitcoin thì anh chị có thể mua được. Hãy nhớ ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách để chúng ta có thể lấy thêm được 8% nữa. Đó là điền cái này, đó là gì? Cái chữ là INS promo. Sau đó anh chị add vào thì chúng ta sẽ được giảm thêm 8%. Cộng thêm 15% anh chị được nó tặng nữa là 23%. Và cái điều tuyệt vời là tôi muốn nói với các bạn là các bạn được tặng thêm 3% nữa. Đây, ngày hôm nay các anh chị đăng ký link của tôi thì nó nói này, những cái người á, mà mua token mà sử dụng cái referral link của tôi á, thì được extra 3% bonus. Thì tổng các anh chị ngày hôm nay sau khi nghe video clip này anh chị được 26%. Đó là cái điều rất tuyệt vời đúng không nào? Vậy hãy tranh thủ đăng ký và deposit trong ngày hôm nay. Cơ hội nhân 15-20 tài khoản với coin công nghệ này khá là tốt. Và sau khi deposit xong các anh chị có thể buy nó ở đây. À, anh chị buy cái này vào giờ của nó hiện lên. À, khi nào nó báo là anh chị mua được thì giờ nó báo ở trên này. Ok, sau khi các anh chị mua được xong, anh chị tích vào những cái như này. Giờ nó chưa có sáng nên tôi không tích được. Sau đó các anh chị bấm gì? Get token. À. À. Ở đây nữa các anh chị phải bổ sung cái gì? Cái ví ETH của mình vào. Nhớ bổ sung cái ví ETH của mình vào ha. Và cái chính á là anh chị phải bảo mật hai lớp này, bật bảo mật hai lớp lên và anh chị phải làm cái KYC. Tức là anh chị verify á, để tôi bấm vào đây xem nào. Tức là anh chị verify cái gì? Anh chị tải lên cái gì? Đây, chúng ta bắt đầu nha. Thì đầu tiên anh chị là gì? Để trên first name. À, first name, ví dụ tôi điền là Johnny. À, second name là Tom. Email xác nhận. À, anh chị đánh email của anh chị vào. Phone number, tức là số điện thoại anh chị vào. Sau đó anh chị tải lên này, một là passport, một là bằng lái, hai là bằng lái xe, ba là cái gì? À, ID card, tức là chứng minh nhân dân. Đây, số chứng minh nhân dân điền vào, upload nó lên, upload lấy cái chứng minh nó lên. Và citizen ở đây là anh chị là bấm là Việt Nam, công dân Việt Nam. Ok. Đó. Công dân Việt Nam các anh chị nha. Và ở đây thì không phải. Nếu mà anh chị thấy cái này anh chị đọc không được á, anh chị dịch qua cái gì ạ? Dịch qua cái tiếng Việt. Anh chị có thể là từ tiếng Anh qua tiếng Việt ở đây anh chị dịch qua. Đây. Tôi xác nhận rằng vào thời điểm gửi thanh toán cho thẻ INS tôi đã ở ngoài Hoa Kỳ hoặc là Puerto Rico, quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ và bất kỳ tài khoản nào khác của Hoa Kỳ. Tức là lúc này là đúng. Xác nhận là sao? Sau khi mà thanh toán cái này xong thì tôi đã ở ngoài, tức là mình không nằm trong bộ phận của Mỹ nữa. Thì anh chị bấm Yes. Ok. À, đây hết. Yes luôn. Tôi đồng ý xác nhận rằng việc thanh toán cho thẻ INS không bắt nguồn từ việc liên quan hoạt động bất hợp pháp. À, yes. Khi thực hiện thanh toán, bạn có hành động thay mặt bạn không? Vâng. À, tôi đại diện cho tôi, không ai đại diện. Ok, và lúc đó các anh chị ghi danh là xong,
Chúc mừng anh chị đã có verify định danh cái INS, cái INS này. Ok, đó là cái nó bắt buộc cái KYC, và nhớ bật cái bảo mật hai lớp này lên. Đó, bảo mật hai lớp này lên thì chính xác anh chị đã đó, anh chị vào profile để cập nhật cái này. Và bây giờ chúc mừng các anh chị đăng ký tài khoản thành công, được 26 bonus phần trăm trong ngày hôm nay, nhớ trong ngày hôm nay nha. Chậm nhất là trong vòng 21 giờ tiếp theo để được 26%. Và anh chị thấy là đây là cái bảng dashboard của token sale INS của nó. Vâng. Anh chị muốn cập nhật thông tin của cái INS này, hãy bấm vào Telegram của nó. Đây, Telegram. Để cập nhật thông tin lên trên này. Và nó có 16.000 member trên Telegram. Rất là mạnh. Cộng đồng rất là mạnh mẽ các anh chị. Rồi, một lần nữa tôi chúc các anh chị đại thắng với cái ICO INS này. Hãy theo dõi kênh của tôi và đăng ký nó ở trên YouTube. Hãy đăng ký subscriber. Hãy like, share nếu anh chị coi trên Facebook. Một lần nữa tôi là Johnny Thông. Hãy đăng ký kênh của tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Và tôi là admin của kèo thơm ICO.com. Xin chào và hẹn gặp lại.